Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị xuất chiêu đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng đang rình mồi. Nguyễn Thanh Nghị hưởng lợi từ lý lịch đỏ của ông người cha rất lớn. Tuy nhiên, tai tiếng của ông Nguyễn Tân Dũng cũng rất lớn và Nguyễn Thanh Nghị là người phải gánh lấy những tai tiếng đó chứ không ai khác. Là người có điều kiện đi học tiến sĩ ở Hoa Kỳ và được cơ cấu vào những vị trí phù hợp nhất cho chuyên môn, nhiệm vụ của Nguyễn Thanh Nghị là phải chứng tỏ ông được cơ cấu là xứng đáng. Cho đến bây giờ, Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa có thành tích gì đáng kể, ngay cả với chức vụ mà ông giữ lâu nhất, tức là chức bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Ấn tượng của Nguyễn Thanh Nghị để lại là khi người đứng đầu tỉnh nhà là kỷ luật khiển trách về sai phạm đất đai ở Phú Quốc, và ông đã chịu tai tiếng vì điều này. Điều đáng nói là lĩnh vực quản lý ngành xây dựng lại là chuyên môn của Nguyễn Thanh Nghị, mà ông ta lại để xảy ra sai phạm đến như vậy. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị. Lần này, ông về Bộ Xây dựng, ông Nghị có cơ hội để chứng tỏ bản thân. Thực tế là trong các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, không ai nắm một bộ mà đứng ra sở trường như Nguyễn Thanh Nghị. Học về chuyên ngành xây dựng mà được đặt vào chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì không ai được tạo điều kiện tốt đến như ông Nghị. Nguyễn Thanh Nghị đã từng làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và từng nắm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, tại Đại học Kiến trúc và tại vị trí Thứ trưởng, Nghị không để lại dấu ấn gì cả. Cũng có thể là vì ông Nghị ngồi ở những vị trí đó quá ngắn nên ông đã không đủ thời gian để thể hiện. Khi Nguyễn Thanh Nghị ngồi ghế bí thư tỉnh Kiên Giang, ông Nghị lại vướng ngay vào sai phạm trong lĩnh vực chuyên môn của ông. Điều này hứa hẹn chẳng có gì tốt đẹp khi ông Nghị nắm ngành xây dựng của cả đất nước. Thực ra, sai phạm của ông Nguyễn Thanh Nghị ở Kiên Giang là không lớn, nhưng vấn đề nó là một thứ tiền án trong đảng. Vậy, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ghi sổ lỗi ở Kiên Giang. Nếu Nghị tiếp tục sai phạm ở Bộ Xây dựng, thì có thể Nghị sẽ bị buộc tội, chồng tội. Và về Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị đã tung chiêu đầu tiên, đó là thông tin mà dư luận nhiều chiều đưa ra. Ngày 28 tháng 4, trên báo đồng loạt đưa tin về Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ ưu tiên phát triển nhà vừa túi tiền. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã chọn một đề tài hóc búa để chứng tỏ bản thân. Không biết ông Nghị có thực hiện được hay không, tuy nhiên nguyện vọng xây nhà giá rẻ cho người dân là một đề tài khó các đời Bộ trưởng Bộ Xây dựng trước đây không làm được, và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền tỉnh Bình Dương và nhiều tỉnh, ngành địa phương khác cũng không làm được. Nguyên nhân là nền kinh tế Việt Nam quá yếu kém để nạn đầu cơ nhà đất diễn ra tràn lan, quan chức thì tham nhũng. Dù cho xây nhà giá rẻ bao nhiêu thì sau đó giá cũng bị đẩy lên cao quá tầm so với thu nhập của người dân cả nước. Bài báo cho biết ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ tập trung xây dựng các chiến lược nhà ở quốc gia, phát triển nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ông Nghị cũng cho biết sẽ thay đổi căn bản tư duy thiết kế luật, cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, ông sẽ ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả của người dân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đã xuất chiêu đầu tiên. Dòng sản phẩm chung cư bình dân, tức là nhà ở thương mại giá rẻ, khoảng 25 triệu đồng một mét vuông, là phân khúc được rất nhiều người quan tâm tại các thành phố lớn. Nhu cầu của thị trường thì rất lớn, nhưng nguồn cung của phân khúc này rất hạn chế và bị lấn lướt bởi phân khúc nhà ở cấp cao. Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vào hồi đầu năm cho biết, trong năm 2020, phân khúc nhà ở bình dân chỉ chiếm có 1% trong tổng số nhà ở được phép huy động vốn bán nhà ở phẩm thương mại trong tương lai. Trong khi đó, căn hộ cao cấp chiếm 70% lượng nhà ở được chào mở. Đối với ông Nghị, ông cho rằng nhà có giá 25 triệu đồng một mét vuông là bình dân. Tuy nhiên, gọi giá là bình dân ấy không hề dễ chịu với mức thu nhập trung bình của người dân Việt Nam. Thực tế, nhà mức giá đó vượt quá xa tầm tay của người dân Việt Nam có mức thu nhập dưới 20 triệu đồng mỗi tháng. Mức đó vẫn chỉ phù hợp với những người có thu nhập khá. Lần xuất chiêu đầu tiên này, Nguyễn Thanh Nghị đã chọn thế khó để ra chiêu. Không biết ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ thực hiện được đến đâu. Và rõ ràng mới năm ghế bộ trưởng thì ông Nguyễn Thanh Nghị đã chơi bài liều. Bộ Xây dựng lo được nhà ở cho người có thu nhập thấp thì tất nhiên đó là việc làm rất được lòng dân nếu thành công. Tuy nhiên, bộ máy cồng kềnh của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đầy tham nhũng là một bộ máy móc ngoặc móc đối với nhau để trục lợi.
không phải ai cũng điều khiển bộ máy theo ý mình muốn được. Trước đây người ta cũng kỳ vọng ông Nguyễn Thiện Nhân phải cải cách giáo dục. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chẳng làm gì được sau một vài động tác đánh trống rồi bỏ rồi. Lần này, Nguyễn Thanh Nghị khi lên ghế bộ trưởng cũng làm việc rất tích cực. Tuy nhiên, đây là một nước cờ khó mà ông Nghị chọn đi nước này, thì điều đó có nghĩa với việc ông Nguyễn Thanh Nghị đang rất mạo hiểm. Có nhiều người thì cho rằng ông Nguyễn Thanh Nghị là nhà khoa học, ông ta có tham khảo những đơn vị tư vấn rất có uy tín mới đưa ra quyết định. Cụ thể là việc thiếu nhà ở giá rẻ, ông Nguyễn Thanh Nghị đã được các tổ chức nghiên cứu đánh giá là tác động đến đảm bảo an sinh xã hội cho đa số người dân có thu nhập thấp trong đô thị và cán bộ công chức và cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân lao động và người nhập cư nếu dự án này của ông thành công. Đây là hình ảnh ông Vũ Huy Hoàng mới bị kết án 11 năm tù, không biết Nguyễn Thanh Nghị có tránh được vết xe đổ này hay không. Việc ra quyết định của Nguyễn Thanh Nghị vừa dựa vào số liệu tư vấn, vừa dựa vào số liệu mới nhất của Bộ Xây dựng vào hồi tháng 4 đưa ra. Số liệu cho thấy số xây dựng nhà ở dự án này chiếm 42% kế hoạch, tương đương 104.000 căn hộ, khoảng 5,2 triệu mét vuông sàn. Nguyên nhân là nhiều địa phương chưa đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển loại hình nhà ở xã hội. Dựa vào đánh giá nghiên cứu của Bộ và các tổ chức lớn để đưa ra quyết định là điều mà nhiều bộ trưởng trước đây cũng đã từng làm, chứ không phải một mình ông Nguyễn Thanh Nghị mới làm. Và những người tiền nhiệm đã không ra quyết định táo bạo như ông Nguyễn Thanh Nghị vì những người này họ không tin vào các số liệu đó. Được biết kho số liệu chính xác thì bộ trưởng ra quyết định đúng, còn số liệu không chính xác thì rất có thể bộ trưởng ra quyết định sai lầm. Mà bộ trưởng ra quyết định sai lầm dẫn đến thanh bại dân liệt. Một tấm gương trước đây là ông Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son, hiện còn có Vũ Huy Hoàng vẫn đang nối nhau vào tù. Cũng có dư luận cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang trực chờ để vồ Nguyễn Thanh Nghị. Tuổi trẻ thì lại chuyên môn, cố chứng minh mình hơn người khác bằng cách chọn những cách làm khó. Trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Thanh Nghị là dạng như vậy, một dạng ngựa non háu đá. Một khi bị nhiều người đánh giá là ngựa non háu đá là bị ghét, mà càng nhiều lời đánh giá như vậy thì Nghị sẽ khó tránh khỏi bị đánh hội đồng. Nguyễn Thanh Nghị có học vị cao của chính phủ, khó có ai bằng. Nghị được đặt vào chiếc ghế đúng chuyên môn, làm không ít kẻ ganh tị. Ở chính trường Việt Nam, khi làm gì thì người ta cũng tránh làm quá nổi. Nổi quá thì sẽ rất dễ bị gặp nguy hiểm, bị ghen ghét, rèm pha và bị đánh phá. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng luôn nhòm ngó từng bước đi của Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đang cố lấy lại tên tuổi cho dòng họ nhà ông vốn đã bị bôi đen bởi tai tiếng của người cha trước đó. Tuy nhiên, không biết Nguyễn Thanh Nghị có hiểu ra câu chuyển miệng lâu nay của người Việt Nam hay không, đó là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Khôn ở đây có nghĩa là thông minh, tài giỏi hơn người. Loại người này thì bị nhiều người ghét, vì thế nên dễ bị người khác hại. Dại thì tất nhiên không có cửa để tồn tại trong chính trường hiểm ác của Đảng Cộng sản. Còn biết thì sống là gì? Đó là biết nịnh bợ, biết chạy trọt, biết luột cúi, biết đút lo, vân vân. Đó là từ biết mà người Việt Nam muốn nói đến. Với những gì mà Nguyễn Thanh Nghị đã thể hiện, rất có thể Nghị sẽ rơi vào dạng người khôn. Nếu không quá, làm cho ông Tổng Nguyễn Phú Trọng ngứa mắt thì xem như sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị sẽ gặp nhiều khó khăn. Ở ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng chưa phải là cao, Nguyễn Thanh Nghị vẫn có thể bị Nguyễn Phú Trọng vồ như thường. Quan trường hiểm ác, Nguyễn Thanh Nghị cần phải cẩn thận với những ngày sắp tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021 với bản tin Nguyễn Thanh Nghị xuất chiêu đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng đang rình mồm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.